Có người thì khi quy y rồi đó thì tìm tòi kinh sách, nghe thuyết trình thuyết giảng để tìm hiểu từ câu từ chữ là đức thầy, rất là tốt đó. Rồi cũng có người lại khác hơn, khi quy xong rồi đó thì lúc bây giờ đó, đó lo làm từ thiện ngày này sang tháng nọ không nghỉ, cũng tốt luôn. Rồi một người mà khi quy xong rồi đó thì đi kiếm thuốc nam, đi vò thuốc nam, mở phòng mạch đông y, chữa trị bệnh cho những người hoàn cảnh đó bệnh hoạn nghèo khổ thì cũng tốt luôn. Rồi cũng có những người sau khi quy rồi đó thì đi hàng ngày đi làm đám tang, làm tuần, cầu nguyện vân vân thì cũng tốt luôn. Mọi thứ đều tốt hết. Đây gọi là tính tùy duyên. Mà nếu như trong đạo chúng ta mà nghiêng về một bên nó là không được. Ví dụ giờ toàn đạo ai cũng thuyết giảng giống như tôi hết trơn, ai cũng giữ thuyết giảng hết trơn, ai làm từ thiện, ai lo cho quan hôn tăng thế, ai lo cho đau ốm bệnh hoạn, ai làm ban trị sự, phải không đồng đạo? Hoàn toàn thuộc về tính tùy duyên. Cho nên hôm nay chúng ta hiểu cái này rồi, mình không có chấp. Tôi, góc nhìn của tôi, duyên của tôi là phải giáo lý viên, tôi ráng mà nghiên cứu làm tròn trách nhiệm của tôi. Quý vị, cái duyên vị là ban trị sự thì quý vị phải làm tròn trách nhiệm ban trị sự của quý vị. Quý vị là một cái vị có được một cái tay nghề bắt mạch hút thuốc thì quý vị phải làm tròn trách nhiệm của quý vị để cứu dân độ chung. Rồi quý vị có sức khỏe, có sáng kiến, làm từ thiện, có tiền, có bạc thì quý vị không thể nào bỏ công tác thiện của mình được. Cho nên đây là cái tính tùy duyên mà thật sự là chúng ta không ép uổng ai đồng đạo ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nơi đâu lại dạy bữa đồng loại cùng gốc ngài thượng đây xuống trần quay đầu nghe về nơi cũ cho gần Phật tiên. Hay sanh chúng qua kiện cảnh tục nên nhiều lần dục thúc muôn dân bạc trên giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần vượt cảnh khổ. Kính thưa quý quan khách và kính thưa chư quý vị đồng đạo kính mến. Tiếp theo chương trình đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 1. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Trung ương Phan Chí Tâm đến đây để trình bày lại đề tài được trích trong quyển thứ nhì. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Vậy thay mặt ban tổ chức và chư quý đồng đạo xin trân trọng kính mời
Giáo lý viên Phan Chí Tâm đến diễn đàn. Mời quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Tú, Phó trưởng ban ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp, cũng là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đồng đại tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị là mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà, cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì buổi chiều hôm nay là ngày 20 tháng 10 niên Quý Mão, và hôm nay cũng là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2023. Thì chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ Truyền Giáo Lý, Ban Trị Sự Trung ương hôm nay được về nơi máy đầu tràng, nơi làm việc của Ban Trị Sự xã Định Yên, để cùng quý vị chúng ta sẽ bàn bạc đôi điều đạo đức trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Vậy thì lời nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính, cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì hôm nay có thể nói cũng đầy đủ nhân duyên, khi buổi chiều thì ngoài trời nắng cũng đã dịu, hội trường thì quý vị đồng đạo, nhất là các ban trị sự trong địa phương, hầu như là đến đây cũng đông đủ để chúng ta ủng hộ Phật Pháp. Thì lúc xuống đây đó, thì ngày hôm nay thì chúng tôi nghĩ là đồng đạo chắc không đến đông, bởi vì cái giờ mà chúng ta tổ chức vào cái giờ này đó thì thường là nó hơi trái chiều. Tuy nhiên thì do cái tinh thần của ban tổ chức và quý đồng đạo, thì hội trường chúng ta thì cũng tương đối đầy đủ, bao nhiêu là chúng tôi thấy quá ấm cúng rồi. Thì có thể chúng ta sẽ chia sẻ qua những cái lời Đức Thầy dạy trong sấm thi của Ngài. Nhất là ngày hôm nay thì theo sự phân công, tôi và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào 6 câu giảng mà Đức Thầy đã dạy. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ. Tham sân si cho để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Có lẽ 6 câu thánh ngôn này thì hội trường chúng ta ai cũng rõ hết rồi. Đọc qua lời dạy Đức Thầy, có thể tôi và quý vị chúng ta đã mường tượng được những cái ý hay, những cái lời đẹp, và đặc biệt thì chúng ta cũng đã hình dung được về các cái phương pháp tu hành mà Đức Thầy đã dạy qua 6 câu giảng này. Thì đặc biệt một điều thì ngày hôm nay trong 6 câu giảng này, nhưng mà chúng tôi thì lại chia sẻ thành hai cái, tức là hai lượt. Cho nên hồi nãy thì vị sứ ngôn viên mà giới thiệu thuyết giảng đợt 1 nghỉ chỉ là 15 phút, thuyết giảng đợt 2 thì tôi thấy ông trưởng ban trị sự của thị trấn Lấp Vò ông dòm kiếm giáo viên thứ hai. Thế tôi nghĩ là như vậy, ông dòm dòm hoài, ủa có mình anh Phan Chí Tâm, sao bữa nay thì lại có thuyết giảng đợt 2 nữa. Bởi vì thật là thối thường mình nên mình đó, thì nếu đảm trách một phiên thuyết giảng thì chỉ một đợt thôi, cũng có thể là 2 giờ, cũng có những chỗ là 2 giờ rưỡi. Còn trung bình thì một mình thì khoảng 1 tiếng 50, 1 tiếng 45 phút gì đó. Tuy nhiên thì hôm nay thì khi đến đây thì chú Út cũng đã đặt hàng rồi, cho nên thì tôi nói giờ mọi thứ tùy cho chú đi. Chú là trưởng ban tổ chức ở đây thì con chỉ chấp pháp thôi, chú bảo làm sao thì con làm vậy. Đáng lẽ ra thì cái gì ngày hôm nay thì có cái phần trả lời câu hỏi,
Tuy nhiên thì vừa rồi thì văn phòng ban phổ truyền cũng đã có ra một cái văn bản rồi, thì có lẽ là chúng ta không được trả lời câu hỏi rồi. Do đó thì thật sự thì theo tôi đồng đạo, trong những tháng gần đây đó thì hầu như thì trong quá trình làm nhiệm vụ thì theo mình nghĩ là cũng không cần trả lời câu hỏi, bởi vì yếu tố quan trọng là giờ này chúng ta nên đúc kết kinh nghiệm để mình tu hành là chính. Giống như Đức Thầy cho ông Lương Văn Tốt đó, cần chi gạn hỏi viễn vong, làm người chưa vẹn khó hồng thẳng thơi, nói nhiều lắm xa lê tình nghĩa, chữ hiền lành trao đĩa cho xong. Nhiều khi rồi đặt câu hỏi đưa ra, người thì bàn ý này, người thì bàn ý kia, đâu có nhất quán được đồng đạo. Lời Đức Thầy là ông Phật. Trong khi đó thì tôi bảy vậy thì chúng ta phàm tâm phàm trí, góc nhìn mỗi người nó khác nhau, kính thưa đồng đạo ạ. Cho nên hôm nay mà nói về đạo đó, mà chúng ta đứng ở góc này, chúng ta nhìn rồi nói đồng đạo mình đã hiểu sai, thì vấn đề đó thì hầu như nó cũng chưa có phải hoàn toàn đúng. Nói mà cái con số 6 thôi, cái người mà đứng ở với đích thì nhìn lên thì gặp con số 6, ở người ở trên thì nhìn xuống nó con số 9. Hai người cãi với nhau, ai cũng đúng cả, đúng ở mỗi góc nhìn. Cho nên thật sự là những thời gian gần đây thì thật sự là tôi cũng hết sức là đau đầu đồng đồng. Dùng cái từ đau đầu mới đúng đó. Bởi vì ngày xưa thì không có trang mạng xã hội, không có những cái thông tin như giờ này. Còn giờ này thì thật sự là các bài giảng của mình thì giờ đầu mình không quay phim thì cũng có là nhiều người đến quay. Cho nên thì chỉ cần rút ra một đoạn thôi, nhất là trong TikTok, rút từ đoạn á, mà thật sự một cái bài giảng của mình nhiều khi mình nói liên ý với nhau khoảng 15 phút nữa tiếng đồng hồ một ý đó, mà rút ra một đoạn khoảng 2 phút 3 phút mà thành một cái đoạn riêng đó, thì coi chừng ý nghĩa nó bị trái chiều. Rồi nhiều khi bị trái chiều, cái người này bình luận thế này, giờ kia bình phẩm thế kia. Rồi cũng có những cái đoạn video mà cắt khúc như vậy đó, gửi về ban phổ truyền, lãnh đạo mới gửi ngược cho mình xem. Xem xong đó, thầy ơi cái này là do cắt nửa khúc vậy đó, cho nên không có, không có ý như vậy. Nó cũng khó đồng đồng. Do đó thì thật sự là giờ này là mình thấy nó dễ thật, cái gì nó cũng hai mặt của nó. Thời kỳ này truyền đạo rất là dễ, chúng ta thông qua trang mạng xã hội. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều cái sự đan xen. Do đó cho nên chỉ cần một đồng đạo chúng ta mà mình có một ý gì khác khác đó, thương thì dễ, nói sao thì cũng được chân á. Thương nhau cái ấu cũng tròn, mà ghét nhau trái bùa hòn cũng méo. Cho nên một cái bài nói chuyện của mình trên dưới hơn 2 giờ đồng hồ, hoặc giả là hơn 1 giờ đồng hồ, thì dầu một diễn giả đó có hay có giỏi cỡ nào, nhưng mà không sao tránh được những cái câu nói tháo, những cái lời nói bất ý mà mình không kiểm soát được đồng đồng. Nhất là lúc cao hứng. Cho nên mà quý vị mà chỉ làm khó Phan Chí Tâm một chút thôi, lấy một hai câu rồi nó bị tháo thôi, cắt khúc làm riêng ra gửi về ban phổ truyền thì coi như là thua. Thua liền, tôi chịu đầu hàng đi. Cho nên thôi ở đây mình cũng nói một số cho nó vui. Và những thông tin này không phải là tôi gửi gắm cho quý vị đâu, mà tôi muốn gửi gắm luôn cho toàn tất cả đồng đạo, những người đã xem video chúng tôi. Để chi? Để chúng ta có kinh nghiệm. Lời Đức Thầy cũng vậy mà đồng đạo, nhớ không? Mình rút một câu một thôi là mình nói sai ý rồi. Tu đầu tóc không cần phải cạo, một câu một vậy thôi thì ngược ý. Mà có ông có đồng đạo đọc chậm là tu đầu tóc không cần, ngưng chút phải cạo, coi như là tiêu hết rồi đồng đạo. Rồi thì một câu nó tu không cần lại cần quỳ, ôi khỏi lại khỏi quỳ. Cho nên lời Đức Thầy cũng vậy đồng đạo ạ. Phải hiểu ở một đoạn, ở một vế. Chứ mà chúng ta lấy ra một khúc ngọ nhỏ, một phút hai phút trong một bài giảng, lấy một câu giảng, một từ, một chữ gì đó mà chúng ta kết luận đó, thì coi chừng chúng ta nó oan cho cái người trình bày. Như vậy thì uổng lắm. Ê thì mình cũng xin nói thêm một số ý đó. Thì như vậy thì theo thống nhất, đề tài ngày hôm nay có thể là tôi sẽ chia sẻ khoảng 2 giờ đồng hồ. Thì 6 câu, mình trình bày 3 câu nghỉ giải lao. Sau đó thì quý vị ra ngoài, bánh trước cũng có đãi với cô trong bếp, lo đồ bánh nước đủ đầy hết rồi. Đấy, cho nên thì chúng ta cũng nghỉ giải lao ở đây 15 phút, rồi chúng ta trở lại làm việc tiếp. Tức là trước 1 tiếng, sau 1 tiếng, ha, trên dưới 7 phút, thống nhất nhau là như vậy ha đồng đạo ha. Cho nên thì thường thì tôi thì giờ giấc, mình thì có cái bệnh thì nó dài, nó dài thành nó dở, mà nó dở thêm nó dai nữa. Cho nên thì thường thì lên diễn đàn ưa nói giờ giấc trước lắm. Tôi nói là tôi nhắc tôi,
Giống thường là quý vị, bữa nay là tôi sẽ trình bày giống ngày qua đó, tôi trình bày đúng 11 giờ 20 phút. Rồi tới cái giờ cuối cái cũng hứng hứng lố vài phút. Ấy thì đó là trường hợp nói chung là nó ngoài ý muốn thôi. Chứ cái hoạch định đưa ra là 11 giờ 20 phút. Bởi đồng đạo Phương Kiều trình bày buổi sáng 1 tiếng rưỡi rồi, nghỉ giờ lao cả nửa tiếng nữa. Khi mà tôi lên diễn đàn là 10 giờ rồi. Trong khi đó ban tổ chức cũng muốn mình nói nhiều nữa. Mà 10 giờ nói nhiều nữa giờ thì 11 giờ 20 là 1 tiếng 20 phút rồi. Ấy thì đấy là muốn nói thêm một số ý thôi. Như vậy thì trở lại qua cái chuyên đề ngày hôm nay thì tôi và vị chúng ta sẽ chia sẻ qua 6 câu giảng này. Thì đây là 6 câu của 480 câu. Cũng có thể nói là 476 câu cộng thêm 4 câu là bủ ngọc vãng lai rõ đạo màu. Sơn tầm hạnh thích nẻo câu sâu, kỳ giả thức tâm tầm đạo lý, hương tuyệt đăng lui bãi phụ cầu. Vì vậy cho nên kệ dân người khùng, nếu chúng ta đếm cho đủ là 480 câu lời Đức Thầy, thì thật sự là chúng ta thấy là có kinh, có kệ, có thi, có thơ, đầy đủ hết đồng đạo ạ. Dầu rằng Đức Thầy để cái tựa đề là sấm giảng, rồi sau này được kết tập là sấm giảng thi văn toàn bộ, thì đây là những cái tên gọi riêng thôi. Cũng như nếu nói đến kinh luật luận thì ta hiểu ngay đây là của Đức Phật rồi. Trong 49 năm văn du thuyết pháp, Đức Phật đã đúc kết lại là kinh luật luận. Rồi nếu nói tứ thư ngũ kinh thì ta biết đây là của ông Khổng Tử. Nếu nói về đạo đức kinh biết đây là của ông Lão Tử. Mà nếu nói Hoa Nghiêm chân kinh thì biết là của ông Tân Tử. Nếu nói về sấm truyền biết đây là của Đức Thầy Tây A. Nếu nói Pháp Bủ Đằng Kinh thì biết ngay đây là của ông Lục Tổ. Nếu nói sấm giảng thi văn toàn bộ biết là của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Cho nên đây là những cái riêng. Những cái riêng này mình nói nôm na là mỗi ông có cái bản quyền. Vì vậy cho nên thời gian để trên mạng nó cũng có những cái vấn đề đang xen đó. Cũng có người xưng là viết sấm giảng mà quyển 5, quyển 6, quyển 7, quyển 8 gì đó. Vì có thấy không à? Tôi có thấy à. Mà cũng nhiều đồng đạo gọi mình lắm. Tên đồng đạo rất là hoang mang. Ủa Đức Thầy hồi đó viết có 6 quyển à? Mà sao giờ này để sấm giảng quyển 7, quyển 8 nữa đâu ra? Thì rõ ràng những cái này là không đúng rồi đồng đạo. Nếu nói về tính pháp lý là phạm bản quyền. Cho nên các ngài rất là khách quan. Mọi cái chủ đề thì sẽ hiện cả một cái bản chất ở trong đó đồng đạo. Cho nên hôm nay chỉ cần nghe đó sấm giảng thi văn toàn bộ là ta hiểu ngay đây của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Dù đang sấm giảng thi văn nhưng cái nội hàm bên trong là kinh, là kệ, là thi, là thơ. Dầu rằng thi thơ nhưng trên thơ đồng đạo cũng không ngoài kinh kệ. Giống như Đức Thầy đệ trình với Đức Thích Thích Ca Mâu Ni ở đoạn đầu của Quyển Biến Thiện: Nam Mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh, dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi, lời lành của Phật truyền roi nghiệp, đọc qua si xét là nghiệp soi chánh tà của Thầy đắc đại, giải đắc rõ ở Biến Thiện. Như vậy thì chúng ta hiểu ngay đây là những cái vấn đề mà mình hiểu rõ, dầu là sấm giảng như là kinh kệ. Ví dụ như quyển giảng đầu tiên thì quyển giảng này gọi là nó thuộc về cái quyển kinh rồi. Rồi quyển nhì này là quyển kệ. Rồi quyển giảng thứ ba thuộc về quyển kinh. Quyển giảng thứ tư là thuộc về kệ. Rồi quyển giảng thứ năm là thuộc về kinh và kệ. Đặc biệt quyển năm có kinh có kệ trong đồng đạo. Rồi quyển sáu là kinh được Đức Thầy viết văn tản. Rồi phần thi thơ cũng vậy. Thì Đức Thầy cũng lồng ghép kinh và kệ. Dầu rằng không để kinh không để kệ, nhưng mà cái nội hàm thì không ngoài để nhắc nhở tất cả chúng ta tu hành đến chỗ giải thoát. Như vậy thì trở lại qua cái quyển kệ dân người khùng, thì để tìm hiểu nghĩa của vấn đề này chúng ta cũng nên hiểu các khái niệm về từ kệ dân. Như vậy thì kệ nói cho đủ là kệ giả, kiệt giả, nhiếp nghĩa tận có danh di kệ. Cho nên ngày xưa Đức Phật thuyết một thời pháp nói thật kinh thì Đức Phật thường đúc kết lại bằng 4 câu kệ, bằng một bài kệ. Nói kinh thì Đức Phật nói bằng văn tản, nhưng mà kệ là văn phần để cho môn nhân đệ tử nhớ mà thực hiện theo. Cho nên thường đó kệ là đúc kết cái ý nghĩa của một thời kinh, của một bài pháp. Cho nên 480 câu này là phải nói gọi là cốt lõi trong đạo, cốt lõi của kinh. Bởi vì kệ nó quan trọng hơn, nó được đúc kết lại dễ học dễ hiểu để chúng ta dễ tu. Vì vậy nên nếu nói về phân phần đó thì lời Đức Thầy thật sự là kệ nhiều đến đạo. Nếu mà nói là tính khách quan mà như tôi vừa nói là lời Đức Thầy kể rất là nhiều.
Và đặc biệt cái quyển kệ này Đức Thầy dùng từ là kệ dân. Cái chữ dân nó cho đủ là nhân dân, là công dân, là mọi người dân, gọi là dân. Tức là đây là một cái phương ngữ bình thường. Cho nên lời Đức Thầy không những chỉ dạy tín đồ, những người đồng đạo chúng ta đã quy ngưỡng, mà lời Đức Thầy còn có một cái khả năng để cải sửa tất cả các giới quần chúng. Khi mà chúng ta hiểu về từ công dân, về từ nhân dân, về từ mọi người dân, có thể xã hội người ta không thể ăn chay giống như người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, có thể xã hội người ta không thể cúng lạy như người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà mọi người có thể áp dụng lời Đức Thầy một câu, một đoạn để họ sửa mình, tự họ làm cho họ được sáng thêm lên, được đẹp đẽ thêm lên, có được một cuộc sống hạnh phúc thêm lên. Cho nên lời Đức Thầy không thể chúng ta hạn hẹp ở một ranh giới nào đó, mà lời Đức Thầy có thể là phổ rộng, tất cả mọi con người có thể áp dụng được. Chẳng những quyển gì này mà chúng tôi đưa ra các đồng giảng như Thầy dạy là bước ra đường ăn nói thật thà, giàu khôn khéo cũng là giá dạy. Hoặc là trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm không còn thấy lộn lưng nền căn kỷ. Hoặc là biết bao giờ gái trai tỉnh thức, trẻ cùng già đồng hiểu Phật gia. Đức Thầy đâu có phân biệt đồng đạo, tất cả con người ai cũng áp dụng được cả. Kính thưa đồng đạo, không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng lên kính trọng mới lạ. Thì những án văn này mình thấy rất rõ, dạy rộng lắm, chứ không phải duy nhất mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thực hiện đâu. Cho nên giờ này mà các ban trị sự chúng ta đồng đạo, mỗi cái ngày rằm nguyên lễ vía đó, mà quý vị mà chúng ta phóng thanh sắp giảng đó, quý dữ lắm đồng đạo ạ. Ví dụ bây giờ âm thanh này ở đây đó, mình phát ở đây, bị đầu trên đầu dưới người ta nghe đúng không? Không phải là tín đồ thầy, nhưng mà nhiều khi người ta nghe có một hai câu nào đó, người ta đi vào lòng để người ta hành xử. Nội mà nghe địa ngục cũng tại tâm làm quấy về thiên đàng ta mới tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Cái người không tu thật nhưng mà họ nghe họ hiểu liền. Hoặc là họ nghe một câu giảng là làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Nghe câu này ai cũng hiểu hết trơn. Bả sự người ta đang làm gian ác đó, mà lỡ ta nghe là Đức Thầy, cái này ta sợ, ta không dám làm gian ác nữa đâu đâu. Đây là tôi nói thực tế, bởi mình đang bàn chữ dân. Cho nên hôm nay hiểu là Đức Thầy chúng ta hiểu như vậy đó, chứ không phải ở khuôn hẹp trong tín đồ người Phật giáo Hảo chúng ta đâu đồng đạo ạ. Và đồng thời Đức Thầy xác định là của người khùng, kệ dân của người khùng. Chúng ta khi mình nghe cái chữ khùng đó, thì nếu mình không hiểu đó, thì nhiều khi mình có những cái tư tưởng là hư thiếu đức tin. Vì vậy cho nên ngày xưa thì quý vị thấy đó, cũng có một cái vị phải nói rõ là ký giả này muốn tu theo thầy, nhưng mà nói rằng ông Tư ơi, phải chi ông mà xưng Phật xưng thầy đó, tu theo ông. Đằng này nghe ông xưng khùng xưng điên không à, muốn tu với ông mà sợ quá. Cho nên đây là những cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu về từ ngữ. Và ngày xưa cũng vậy, chính người Pháp họ cũng nhầm ở đề này đồng đạo à. Họ nhầm khi họ đưa Đức Thầy xuống ở nhà của ông Hương Bồ Thạnh ở cái sáng ở gạch sau đũa sáng sau đó, thì họ nghĩ rằng đến đây là đạo chúng ta đã dừng rồi. Nhưng mà không ngờ khi xuống đây thầy viết cái bài đến làng nhân nghĩa vui mừng gặp chốn hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường độ dân. Trên lúc bấy lúc đầu thì khi ông Hương Bộ Thạnh đó là phải kèm kèm Đức Thầy, nhưng mà không ngờ một thời gian thì ông Hương Bộ nè, ông tu theo thầy, rồi bà Hương Bộ nữa, luôn cả gia đình. Thì lúc bây giờ người Pháp họ mới dựa vào cái cớ đó, họ nói là ông Tư Hòa Hảo xưng điên xưng khùng, ông này là người mất trí, bệnh tâm thần. Cho nên chính vì cái lý do đó họ mới đưa Đức Thầy vào nhà thương Cần Thơ để điều trị. Sau 5 ngày kết luận hồ sơ bệnh án, nói Đức Thầy chúng ta điên nặng rồi. Họ vô khống nó điên nặng rồi, họ đưa Đức Thầy lên luôn luôn nhà thương Giáo Quán Sài Gòn. Cho nên chính người Pháp ngày xưa họ cũng nhầm. Vì vậy cho nên chữ điên này mới điên bình thường đồng đạo à. Mà Đức Thầy dạy là bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chứ chẳng phải của người lãng trí. Cho nên cái chữ khùng trong đạo Phật giáo và Hảo đó, chữ khùng mà thầy dạy là khùng thời ba tới một thầy giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ đó, thì chữ khùng này là của ông thầy ha. Kính thưa đồng đạo, khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo thiết ca. Nói mà chúng ta nghe cái câu mà thầy nói là khùng toán biết âm dương kết liễu là chúng ta biết rồi. Đức thầy chúng ta thông hết, chữ kết liễu là xong đó, âm dương là mái trời đó, toán biết là thầy rất là thông suốt về dịch học.
nào là tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái, mọi thứ thầy thông hết, gọi là khùng toán biết âm dương kết liễu. Ngày xưa thì đồng đạo biết, nếu nói về dịch học thì phải trải qua nhiều giai đoạn. Tiên thiên bát quái là của Lão Tử, mà hậu thiên bát quái thì của là Châu Văn Dương đó, là xưa Tây Bá Thất Niên Vũ Lý đó. Thì tức lúc bây giờ Châu Văn Dương khi mà bị là phải nói gọn là chủ vương đó, đưa vào ở Vũ Lý 7 năm đó. Thì lúc bây giờ ông mới sáng tác cái bộ hậu thiên bát quái, là luôn cả cái bộ dịch học của Khổng Tử. Nhưng mà hôm nay Đức Thầy chúng ta thông hết, khùng toán biết âm dương kết liễu. Và Đức Thầy dạy là khùng quyền cớ. Đức Thầy chúng ta hiểu hết tất cả, đồng đạo hiểu hết mái trời, bộ máy của trời hiểu hết. Và Đức Thầy xác định là khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca. Vì vậy cho nên cái chữ khùng ở đây chúng ta đừng nhầm ý. Nội mình đọc những án văn như vậy mình thấy rất là quan trọng đó. Kệ dân người khùng. Cái chữ khùng mà theo Hán ngữ từ điển, chữ khùng gọi là cuồng, mà chữ cuồng gọi là cái người có trí ghi lớn. Nói đây tôi nhớ đến Quỷ Cốc Tiên Sinh. Khi mà Quỷ Cốc Tiên Sinh là thầy của Bàn Quyên, thầy của Tôn Tẩn, nhưng ông biết được rằng là đệ tử mình thì đông, nhưng mà người thì được, người không được. Ông thấy được Bàn Quyên là người mê danh lợi, ông mới cho Bàn Quyên xuống núi để phò vua, để lập nghiệp. Còn Tôn Tẩn là cái người hiền, ông giữ lại ông, không có phọi, học nghề đâu đó đàng hoàng đi. Rồi sau khi mà thầy thấy con được rồi, thầy mới cho xuống núi. Thầy mới trao cho 3 quyển binh thơ, nhưng mà trong đó quan trọng là cái bộ gọi là, tức là một cuốn binh thơ mà gọi là Vô Tự Thiên Thơ đó. Cuốn binh thơ không có tự, không có chữ đâu đó. Cũng giống như cái cuốn mà Vô Tự Thiên Thơ của Tiết Văn Quý đó, không có chữ, nhưng không phải là nhất thiết không có chữ, nhưng mà đụng chuyện nó sẽ có chữ. Mà hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng dạy rất rõ đồng đó. Đức Thầy chúng ta cũng có cuốn binh thơ này. Đờn ta vốn thiệt không dây, vô duyên là chẳng biết là thầy nói xa đó. Vì vậy cho nên hôm nay lúc bấy giờ thì Quỷ Cốc Tiên Sinh thầy trao cho Tôn Tẩn một cái quyển là phải nói là Vô Tự Thiên Thơ, căn dặn nghe. Đến chừng nào mà cái giai đoạn mà gần như là bí lối đi, hả, mở ra xem. Thì lúc bấy giờ bị Bàn Quyên hại đến cùng đường rồi. Lúc bây giờ mở quyển Vô Tự Thiên Thơ ra, trong đó để một chữ cuồng. Cuồng là giả điên á. Cho nên lúc bây giờ là Tôn Tẩn là giả điên, nhờ giả điên đó thì mới thoát được cái nạn, và cuối cùng thì thành công hạ được Bàn Quyên và lập được cái đại nghiệp. Thì hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng thế đồng đạo. Quý vị nên nhớ Thầy là giả dạng điên khùng mượn thi ca. Đức Thầy không có điên thiệt, mà là cái người có chí khí khí lớn. Cho nên hiện nay khách quan bên ngoài người ta nhận định Đức Thầy sao, chuyện đó là tùy thiên hạ. Kêu thằng hay gọi bằng ông cũng không có muốn hồng tung ti. Thì đấy là mình hiểu về một số khái niệm để chúng ta chú trọng cái chữ khùng mà Thầy dạy là bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ cần chẳng phải có người lãng trí. Thì đó là cái hiệu mà chúng tôi muốn khái niệm về cái từ là kệ dân người khùng. Như vậy thì trong 480 câu này, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ 4 câu, sẽ chia sẻ là 6 câu. Và Đức Thầy xác định câu đầu tiên là ai muốn tầm, đạo cả cao sâu. Như vậy Đức Thầy dùng cái từ là ai muốn tầm. Đây là một câu hỏi. Câu hỏi này mang một cái tính hết sức là khách quan. Ai muốn tầm thì tầm, không tầm thì thôi. Giống như tu không tu cũng không mờ thịnh, mặc tình ai trong kính hay chế. Vì vậy nên con đường tu hành cái quan trọng nhất là muốn nói đây là chúng ta phải tự nguyện. Cho nên đồng đạo thấy không, Đức Thầy phải nói rõ là không ép mình đồng đạo à. Mọi sự kiện hàng ngày là hoàn toàn do chúng ta thôi. Giống như Thầy dạy là chẳng ép ăn chay, chẳng suối ăn mặn, hay hoặc là cúng xong muốn niệm Phật cũng được, mà không niệm Phật cũng được, Thầy không ép. Cho nên Thầy dùng ai muốn tầm là tùy, không ép. Thì đây còn thể hiện một cái tánh gọi là tùy duyên bất biến. Đây là một cái khái niệm trong đạo Phật. Vì vậy nên hôm nay đồng đạo chúng ta mà tu theo đạo Thầy đó, mà đồng đạo không hiểu cái khái niệm tùy duyên đó thì khó lắm đồng đạo. Tôi và quý vị hôm nay tu theo Thầy cũng là nhân duyên nè, mà Thầy dạy là duyên lành đó được khùng điên chẳng qua kiếp trước thượng duyên hữu Phật. Rồi đồng đạo chúng ta hôm nay ngồi ở đây gặp nhau đây cũng là nhân duyên. Kính thưa đồng đạo, tôi và quý vị dầu rằng ở hiện tại này, theo cái sự phân công mình là giáo lý viên, quý vị là trưởng ban, là phó ban, là thành viên các ban trị sự,
là tín đồ Phật giáo hòa hảo, thì đó là do xã hội phân công trong cảnh hiện tại. Chờ tiền trước, ở tiền kiếp về trước, biết đâu tôi là con cháu quý vị làm sao? Quý vị là ông bà tôi không chừng, quý vị là anh chị tôi không chừng, ở nhiều đời nhiều kiếp đâu có biết được đâu. Chính vì cái nhân duyên này nè, cho nên hôm nay chúng ta mới đến với nhau để ngồi cùng với nhau đói ẩm như thế này, ở nơi đây để cùng chia sẻ lời Đức Thầy, để chúng ta cùng tu cùng tiến đồng đạo. Hoàn toàn đây là cái tính tùy duyên. Cho nên trong đạo Phật giáo họ chúng ta giờ này, quý vị hiểu cái từ cái tính tùy duyên này đó, chúng ta đừng có chấp. Có người thì khi quy y rồi đó thì tìm tòi kinh sách, nghe thuyết trình thuyết giảng để tìm hiểu từ câu từ chữ là Đức Thầy, rất là tốt đó. Rồi cũng có người lại khác hơn, khi quy xong rồi đó thì lúc bây giờ đó, đó lo làm từ thiện ngày này sang tháng nọ không nghỉ, cũng tốt luôn. Rồi một người mà khi quy xong rồi đó thì đi kiếm thuốc nam, đi vò thuốc nam, mở phòng mạch đông y, chữa trị bệnh cho những người hoàn cảnh đau ốm bệnh hoạn nghèo khổ thì cũng tốt luôn. Rồi cũng có những người sau khi quy rồi đó thì đi hàng ngày đi làm đám tang, làm tuần, cầu nguyện vân vân thì cũng tốt luôn. Mọi thứ đều tốt hết. Đây gọi là tính tùy duyên. Mà nếu như trong đạo chúng ta mà nghiêng về một bên nó là không được. Ví dụ giờ toàn đạo ai cũng thuyết giảng giống như tôi hết trơn, ai cũng giữ thuyết giảng hết trơn, ai làm từ thiện, ai lo cho quan hôn tăng thế, ai lo cho đau ốm bệnh hoạn, ai làm ban trị sự, phải không đồng đạo? Hoàn toàn thuộc về tính tùy duyên. Cho nên hôm nay chúng ta hiểu cái này rồi, mình không có chấp. Tôi, góc nhìn của tôi, duyên của tôi là phải giáo lý viên, tôi ráng mà nghiên cứu làm tròn trách nhiệm của tôi. Quý vị, cái duyên vị là ban trị sự thì quý vị phải làm tròn trách nhiệm ban trị sự của quý vị. Quý vị là một cái vị có được một cái tay nghề bắt mạch hút thuốc thì quý vị phải làm tròn trách nhiệm của quý vị để cứu dân độ chung. Rồi quý vị có sức khỏe, có sáng kiến làm từ thiện, có tiền có bạc thì quý vị không thể nào bỏ công tác thiện của mình được. Cho nên đây là cái tính tùy duyên mà thật sự là chúng ta không ép uổng ai đồng đạo ạ. Đồng đạo mà hiểu cái này đồng đạo khỏe ru quá. Đức Thầy mình là Phật đó, thân bằng tăng mặc bộ sòng nâu cuộc thiên lý một bầu điều hạn, mà Đức Thầy còn xác định ai muốn tầm, ai muốn tầm thì tầm, không tầm thì thôi, Thầy không quan trọng quá. Cho nên thật sự ở cái vấn đề này mình hiểu cái này đến chi, đối với tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng muốn tốt cho nhau hết. Nhất là hôm nay mình tu, mình muốn tất cả mọi người tu giống như mình vậy đó. Nhưng mà xin thưa đồng đạo, mình muốn chưa chắc gì được đâu. Tôi nói nôm na trong nhà mình thôi đồng đạo, vợ mình nè, con mình nè, cha mẹ mình nè, vậy con mình sinh mình đẻ nó ra, mình nuôi nấng nó từ nhỏ tới lớn giờ cực khổ đó. Giờ này mình tu rồi kêu con mình nó tu giống mình coi, đâu phải là dễ đồng đạo. Bây giờ mình kêu nó cúng lại ngại thờ giống mình cái khó lắm. Con tôi khi nó không cúng nó kìa, đừng nói chi đồng đạo, phải không đồng đạo? Cho nên quý cô mà lỡ mà giác ngộ tu với cô chàng ơi, gặp mấy ông chồng không tu rồi á, ông ráng tu đi, ông tu hạnh phúc lắm. Mình khuyên nghe, nhưng ông không tu thì cũng tốt, ông tu thì tốt rồi, ông không tu thì cũng tốt. Chứ không phải ông tu đi ông, không tu tôi bỏ ông đó, không tu tôi ly dị ông đó, thì đó là chúng ta đi nghịch cái duyên nha đồng đạo. Đi nghịch nha, không được, đó là gọi là trốn nợ, không đắc đạo đâu. Cho nên hôm nay cái tính tùy duyên là một cái tính rất là phải nói rõ thực tế trong cuộc sống. Rồi quý chú cũng vậy nữa. Bây giờ con mình đúng không, nó không chịu tu theo mình, sanh tử bắt sanh tâm, mà sanh con tránh tâm sanh lòng, cha mẹ thì hiền hậu ăn chay niệm Phật, con thì phá của tập bè gặp bạn, rồi làm những cái vấn đề phải nói rõ là nó không đúng. Mà nếu chúng ta mà không sống tùy duyên, mình muốn con mình giống mình mà nó không giống là sao? Tức hả? Giận hả? Tức quá tức à, đem đi giết hay sao? Mà giết ở tù nha, thời này mà giết con ở tù không ngày ra đồng đạo à. Cho nên chưa bằng mình ăn phận à, như vậy là nó sanh ra đây để nó đòi nợ đấy mà. Nó tu theo mình nghe lời mình thì cũng tốt, nó không nghe lời mình thì cũng tốt. Bởi hôm nay mình tu mình hưởng đồng đạo, mình lo cho mình đi. Cho nên mọi cái cuộc sống hàng ngày đồng đạo chúng ta nhớ là mình lo cho mình đi đồng đạo. Đừng có trông cậy cái những người xung quanh mình. Tôi nói nôm na vấn đề cầu nguyện cũng vậy nữa. Có rất nhiều đồng đạo hỏi mình cầu nguyện kết quả không? Có. Làm tuần cầu nguyện có kết quả, nhưng mà kết quả cao nhất là mình lo cho mình trước đi. Mình ráng niệm Phật, ráng tu đi,
rồi mai mốt đồng đạo cầu nguyện mình đi xa hơn nữa. Còn này mình không lo cho mình, mình đợi tới mình chết nhờ đồng đạo cầu nguyện, chà khó dữ á. Cái này thật khó nha, khó làm đồng đạo, phải không? Bản thân chúng ta gây nghiệp quá nhiều, đồng đạo chúng ta giàu có cao siêu cỡ nào, cầu nguyện cỡ nào, nhưng mà đỡ thôi, đâu có làm hết, tiêu hết cái nghiệp của chúng ta được. Đồng đạo, mình muốn làm tiêu hết nghiệp của mình là bản thân mình tự lo, bản thân mình tự tu đó, đó mới là cái chính đồng đạo ạ. Vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy là tùy duyên tiêu cụ nghiệp. Nếu một con người mà sống được cái tính tùy duyên đó, cái hoàn cảnh thuận nghịch đến với mình đó, mình không có, phải nói gọn là mình không có buồn, mình không có vui quá, không có buồn quá, làm sao cũng được chân, sống làm sao cũng được chân, thì đấy là mình sẽ tiêu trừ cái nghiệp cũ. Tức là nghĩa là mình đừng có bắt buộc, đừng có sống trong một cái khuôn khổ nào đó, mà mình nên cởi mở, thì đó là mình sẽ tiêu trừ cái nghiệp cũ. Đồng đạo, mình chấp nhận đó, gọi là chấp nhận. Như vậy thì qua ba cái từ ai muốn tầm này thì tôi nói động một chút để làm chi, bởi những cái này nó liên quan thực tế trong cuộc sống. Và ở đây Đức Thầy dùng cái từ là đạo cả cao sâu. Vậy thì đạo cả là đạo lớn đồng đạo. Cho nên qua cái từ đạo cả này Thầy dạy trên dưới là 7 lần đó, trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy 7 lần đó. Nhưng mà tôi thì tâm đắc với hai chỗ. Một chỗ tiếng thần tiên trên không ca trỗi, rằng ta mừng vô hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo cả. Kính thưa đồng đạo, nghe cái này là biết liền cái đạo cả là đạo Phật rồi. Rồi tôi tâm đắc thêm một đoạn nữa: trần gian đầy dẫy người làm dối, đạo cả nào trong đến cảnh thiền. Kính thưa đồng đạo, trong tịnh bạn trần gian. Như vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy rõ, qua hai câu giảng này, hai đoạn giảng này, trong bảy cái từ đạo cả mà Thầy dạy đó, thì chúng ta thấy có một cái ý mà mình suy nghĩ. Nếu như cuộc đời mình mà con người chúng ta không có thật đó, mà Đức Thầy dạy là làm dối, thì coi như là dầu lỡ đạo cả đi chăng nữa, tức là những người có tu đó. Bởi hôm nay cái người quy theo đạo là đạo cả rồi, đạo Phật đạo cả rồi, đạo như mình vừa nói cái đoạn giảng hồi nãy. Mà khi mà hoàng hậu thọ cái thánh thai, thì lúc bây giờ là phải nói rõ là cái âm vang đó, Đức Thầy dụng văn chương cái là âm vang á, âm vang tiếng thần tiên trên không ca trội, âm vang đó, âm vang vang vội trong cái tánh nghe của vua Tịnh Phạn đó, mừng, tức là hoàng hậu đã có được thánh thai, và người này sau này sẽ là một cái vị phải nói rõ là chuyển lưng pháp vương đồng đạo. Và cho nên đạo cả đây ý nghĩa đầu tiên muốn nói đây là chỉ cho đạo Phật. Rồi từ đó mới suy được rằng, mình nói thực tế một chút, ngày giờ này ở thế giới này đạo Phật chưa phải đạo lớn nhất. Mà giờ này nếu nói về số tín đồ đó, thì đạo Phật là đạo đứng thứ tư trên thế giới ngày giờ này. Đạo mà đông tín đồ nhất thế giới này đó, thì đó là Công giáo. Đạo đứng thứ nhì là Hồi giáo. Đạo đứng thứ ba là đạo Ấn Độ giáo đó, gọi là Hindu giáo đồng đạo. Hindu giáo tức là Ấn Độ giáo ngày xưa đó. Ấn Độ giáo là đạo này là Bà La Môn giáo ngày xưa đó. Tức là cái gốc đạo này đạo Bà La Môn. Rồi sau đó là Ấn Độ giáo, giờ đạo Hindu giáo đó. Chúng ta thấy thì đây là cái đạo mà tín đồ đứng thứ ba thế giới, trong đó đạo Phật là đứng thứ tư. Như vậy thì từ đạo cả mà Thầy dạy đây là Đức Thầy không muốn nói đến cái vấn đề tín đồ. Bởi vì đạo Phật thứ tư đâu phải là đạo lớn đâu. Bởi chữ cả là lớn. Cho nên chữ cả đây không phải là nói về tín đồ đông, mà là đạo lớn. Mà đạo cả đây là cái giá trị đó, cái giá trị của một cái vị giáo chủ truyền đạo, cái giá trị của tín đồ, những cái thực hiện trong cái cuộc sống đó, thì cái đó mới thể hiện được cái tính chất của cái đạo cả. Cho nên hôm nay đạo cả thì có thể nói trên thế gian này chúng ta thấy rõ, đây là một cái khái niệm mà mình không thể nào phủ nhận được, nó đã mặc định đi vào cuộc sống của con người chúng ta. Vì vậy nên trên đời nói đến Phật thì cả 7 tỷ người, cả gần 8 tỷ người thế giới này, thì ai cũng mặc định Phật là một cái vị cao nhất đồng đạo. Vì vậy cho nên cái thứ bậc là Phật Thánh Tiên. Vì vậy nên đạo cả là chỉ đạo Phật. Bởi vì vị khai sáng ra đạo này là ông Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và đạo cả ở đây mà chúng ta muốn bàn thì đó là muốn nói đạo Phật giáo mẫu chúng ta. Bởi vì vị giáo chủ của đạo Phật giáo mẫu chúng ta cũng là ông Phật.
Cho nên đồng đạo nên nhận định đúng. Trên thế giới này có rất là nhiều tôn giáo trải qua nhiều thời kỳ, mấy nghìn năm. Nhưng mà nói về đạo Phật, nếu nói về cái vị mà khai sáng đạo Phật đó, thì chỉ có hai ông giáo chủ là Phật thôi. Kính thưa đồng đạo, Dầu Đàn Bủ Sơn Kỳ Hương, Đức Phật Thầy Tây An là Phật, nhưng mà Đức Phật Thầy Tây An và Đức Thầy chúng ta hai mà một. Kính thưa đồng đạo, cho nên hai vị này chỉ có một thôi, không có khác được. Vì vậy cho nên đây là Đức Thầy nói đạo cả. Bởi vì nếu nói về tín đồ là mình loại bỏ ra tín đồ đông và đạo cả đâu. Vì vậy cho nên Đức Thầy chúng ta là Phật đồng đạo, điều này mình không thể phủ nhận được. Trong khi Đức Thầy đã giới thiệu đến trên dưới là 5 lần đó trong sấm thi của Ngài. Qua cái câu giảng mà Thầy dạy là xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật. Vậy thì xuống đây thì câu giảng này mình không bàn rồi, trong quyển nhất rồi, ai cũng hiểu điều này. Và đồng thời nếu nói về cái danh hiệu Kim Sơn Phật đó, thì Thầy dạy ta 4 lần. Kính thưa đồng đạo, bi động từ tâm gọi mấy lời, chúng sanh nam bắc lụy tuôn rơi, Kim Sơn xem thấy lòng tha thiết, mà còn nhiều lắm chúng sanh ơi. Như Đức Thầy dạy rất rõ trong cái bài Lỗ Chúc Cơ Quyền, bài thi văn đầu tiên mà Đức Thầy hạ bút thần thơ đã đề khai, thì Đức Thầy đã xác định cái danh hiệu của Ngài ở cái bài thi này rồi. Kính thưa đồng đạo, rồi đủ cái bài thứ hai Đức Thầy cho mắt ghe, Đức Thầy cho đông mắt ghe cũng vậy. Kim Sơn thương thơ thương xót toàn lê thứ, thức tỉnh ba gia giấc mộng trạng, Đức Thầy cũng dùng cái từ Kim Sơn. Rồi lần thứ ba nữa, Đức Thầy dạy trong cái bài cho Nguyễn Kỳ Trấn, trì địa Kim Sơn đến cõi bồng. Cho nên nói với Nguyễn Kỳ Trấn, mà nếu chúng ta không nói làng Định Yên này là một điều thiếu sót đồng đạo. Cho nên là những cái danh từ có trong sấm thi Đức Thầy, nhất là những cái nhân vật mà có trong sấm giảng thi văn toàn bộ, thì theo tôi thấy không phải tầm thường đồng đạo. Tức là những cái danh từ và giả sử như làng Định Yên, nhân vật chính là làng Định Yên là ông Chính Diệm, ông Nguyễn Kỳ Trấn, thì thật sự đối với ông Chính Diệm và Đức Thầy có một cái nhân duyên rất là sâu qua nhiều giai đoạn đồng đạo. Cho nên hôm nay mà về làng Định Yên thì chúng ta thấy rõ đây cũng là một cái nhân duyên rất là sâu đó. Nhất nói về cái xã Định Yên tồn tại giờ ngày này đã trải qua là hàng trăm năm nay rồi, cũng như tôi ở xã Tân An nè. Mà Đức Thầy cũng vậy, là Tân An làng nọ dân nhờ bắt phái, mà thật sự là có những cái địa danh nó gắn liền với mình. Mình cũng ở Vàm Kinh Sáng, kế Vàm Kinh Sáng, mà Thanh Kỳ đã dạy trong quyển nhất nữa, nó cũng có những cái gì đó mà chúng ta thấy nó mang một cái dư âm qua nhiều thế hệ. Như vậy thì giờ này mình mới khẳng định ngay, trong giảng thầy biết tới mấy chỗ, đang còn thêm một chỗ nữa. Kính thưa đồng đạo, thêm một chỗ nữa đó thầy rất rõ rồi, trong cái bài trong bán chiếu đồng đạo, bán lộ giang hồ mến tặng Kim Sơn Phật đó. Vì vậy nên trong toàn bộ là Đức Thầy viết về Kim Sơn Phật, và cái danh Sơn Phật của Thầy rất là nhiều đó. Cho nên đạo lớn nè, bởi vì vị giáo chủ này là ông Phật. Còn hiện nay Dầu Đàn những cái tôn giáo đông tín đồ, nhưng mà vị giáo chủ này không phải là Phật, mà là những người khác, là Thánh chẳng hạn, là Tiên chẳng hạn, là Thượng Đế chẳng hạn. Thì hoàn toàn đó là hoàn toàn do cái sự tín ngưỡng, do cái sự nhân duyên. Bởi cái duyên người đó người ta tu, người ta thích tu với ông đó hơn, thì hoàn toàn là nhân duyên, mình không được ép buộc ai hết trơn đồng đạo. Cho nên hôm nay mình có sự suy nghĩ gì lệch lạc là tại mình. Chứ thật sự mà chúng ta phân tích ra về cái nhân duyên nghiệp báo thì chúng ta rất là an tâm trong đời tu của mình. Thì đó là chúng tôi muốn nói một số ý. Và đồng thời đạo cả này, ngoài vị giáo chủ của tôn giáo chúng ta là ông Phật, thì trong cái nguồn triết lý nhân sinh quan của đạo Phật giáo hòa hảo, thì nếu như hôm nay đồng đạo chúng ta tu về pháp môn tịnh độ, thì lúc bấy giờ chúng ta mới nhận định Đức Thầy là cái người làm cái nhịp cầu nối. Rồi hôm nay chúng ta tu về thiền học, thì Đức Thầy cũng là cái người làm nhịp cầu nối đồng đạo. Cho nên khi nói đây mình rất là thương Thầy. Đức Thầy sẵn sàng bắt cái cầu ô thước, Đức Thầy đóng vai cái đàn quả, thân nặng nề như chim ô thước, quyết làm xong cầu đá sông ngân. Còn mình thì mình cứ sợ là mãng sợ sông ngân cầu lỗi nhịp, lo chi ô thước chẳng mong cầu. Vì lòng từ bi thánh thiện Đức Thầy chúng ta trở về đây, Bồng Lai Điên Dạy có ngôi Tây Phương Cực Lạc khung ngôi to xét, hay hoặc là chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả Bồ Đề trường thọ, mà còn lan lộ xuống hồng trần đang chịu cảnh chê khen. Mấy đoạn giảng này đồng đạo thuộc lòng hết rồi. Đức Thầy từ bên kia trở về đây làm một vị sứ giả,
ngoài cái việc tỏ tâm sự của người liễu đạo, ngoài cái việc lòng thương lê thứ luân chuyển kiếp, giải dương trần đổi sắc thân, thì Đức Thầy chúng ta còn đóng vai một cái đàn quạ bắt nhịp cầu ô thước cho tôi và vị. Thay vì ngày xưa thì Ngưu Lang chắc nữ gặp nhau, còn ngày nay thì chúng ta được gặp Đức Phật A Di Đà tại Cửu Phẩm Liên Hoa, chúng ta được gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở bên cõi Phật. Cho nên Thầy mới dạy là quyết đưa chúng về nơi non khố tạo lưu bồng ngõ hội quần tiên. Cho nên non khố là chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni ở tại non Thú Sơn, Linh Thú Sơn, để Đức Phật ngày xưa khai đạo bên kia. Vì vậy cho nên trong triết lý Phật giáo hòa hảo, thì đồng đạo thấy rõ đó, hôm nay đồng đạo đặt niềm tin nha. Tôi bởi vì mà niệm Phật và đạo Phật giáo hòa hảo là chúng ta đã và đang niệm Phật theo Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ là muốn tu tỉnh Nay Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Đây là điều mình phải nhận định đồng đạo. Mình niệm Phật theo Thầy là chúng ta niệm Phật theo Đức Phật A Di Đà đó. Rồi giờ này chúng ta tu cái phương pháp thiền theo lời Đức Thầy dạy, thì đó là chúng ta đang tu thiền theo Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Đức Thầy dạy rất rõ là đạo vô vi của Phật ông cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước, hoặc là làm vô vi chánh đạo mấy màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có, hoặc là ta thừa vương sắc lệnh thế tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Cho nên mình tu theo Thầy là thông qua được tất cả các vị ấy mà Đức Thầy chúng ta lãnh lệnh trở về đây. Rồi giờ này thế gian này đang tôn sùng Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà không ngờ trong triết lý đạo Phật giáo hòa hảo thì gồm đủ các yếu tố này. Kính thưa đồng đạo, thừa vân sắc lệnh của trời cùng ăn Phật tổ cho đời phiên dân, hay hoặc là lệnh Quan Âm dạy biểu cùng tròn cho bổn đạo khắp nơi đặng biết. Vì vậy cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta tu theo Thầy, học theo Thầy, thì chúng ta đang học theo Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta đang bố thí nhẫn nhục trì giới tinh tấn thiền định trí tuệ, thì đây là pháp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà hàng ngày đồng đạo nhớ không, sau khi chúng ta cúng xong thì mình nguyện tam thánh, chính giữa thì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, rất rõ ràng đồng đạo. Do đó cho nên đây là đạo cả đó. Tức là ý Đức Thầy muốn nói cái đạo lớn của Đức Thầy, đạo mở cửa bài công minh mục, nước ma ha tứ tắc lòng phàm đồng đạo. Hay hoặc Đức Thầy dạy rất rõ là đại đạo giáo dân dân bất tri đó, khai năng bạch phát đại hạ thí, mà Thầy viết trong bài không không đồng đạo. Đại đạo là đạo lớn, cho nên lớn là lớn cái chỗ này nè. Và đồng thời cái lớn sau cùng nữa là gì? Tín đồ đạo Phật giáo mà hảo vâng theo lời Thầy dạy, thì lúc bây giờ làm những cái việc lớn thôi đồng đạo ạ. Nói mà nói về công tác từ thiện xã hội, thì giờ này đồng đạo thấy rõ đạo của chúng ta dầu đằng tín đồ không đóng, chỉ có vài triệu thôi, nhưng mà công tác từ thiện xã hội của đạo chúng ta, chúng ta đã đạt được một cái mức độ mà phải nói rõ là đạt kỷ luật đó. Kỷ luật trong nước Việt Nam chúng ta, các tôn giáo khác là phải chào thua thôi đồng đạo. Gọi là đạo cả trùm bao đồng đạo. Kính thưa đồng đạo, Thố Tử Hồ Bi Ghi Chí Hứng nè, đại đồng đạo cả khắp trùm bao Thầy dạy. Có nghĩa là nếu cái từ đạo cả này, ý Đức Thầy muốn nói đến cái chỗ là tình thương. Thố Tử Hồ Bi Ghi Chí Hứng. Thố Tử tức là con thỏ nó chết, Hồ Bi là con chồn nó khóc, nó buồn nó khóc. Cho nên Ghi Chí Hứng, thấy mà sinh cái cảm hứng. Bởi vì con thỏ với con chồn hai đôi bạn thân với nhau, nhưng một ngày nọ con chồn thăm con thỏ, thì đến đó thì gặp cái xác con thỏ, con chồn ôm cái xác mà khóc. Bởi vì dầu rằng cái loài nó khác nhau nhưng nó thương nhau như vậy đó. Cho nên Đức Thầy muốn nói rằng tín đồ Đức Thầy cũng vậy. Nhiều khi khác đạo, không cùng đạo, người tu không tu, nhưng mà chúng ta luôn có một tình thương, giống như là Thố Tử Hồ Bi Ghi Chí Hứng, thì đó mới là đại đồng đạo cả khắp trùm bao. Cho nên Thầy mới dạy là ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thánh thơi. Vì vậy cho nên đạo cả đây là gì? Đức Thầy sẽ trao truyền cái giáo lý để cho tôi và vị chúng ta có một cái tấm lòng rộng mở, một cái tấm lòng rộng lớn. Tấm lòng chúng ta không có ranh giới đồng đạo. Mình làm từ thiện đâu có ranh giới đâu. Chỉ cần gặp cái người nghèo, người khổ, người gặp hoàn cảnh cơ nhỡ, chúng ta sẵn sàng xông pha chẳng chi chẳng rỉa, để rồi chúng ta làm công tác thiện nguyện,
chứ đâu có phân bì, cũng đâu có mà chúng ta phải nói rõ là phân biệt đâu. Bây giờ tôi đang hấp hối nè, thầy chốt điều xe cấp cứu đến nó chở đi liền, có hỏi anh là ai hả? Chỉ hỏi là ở đâu, ấp nào, số nhà nào, gần đâu, đặng nói cho tài xế nó dễ nó lại đó. Chứ có hỏi anh ở đâu, anh đạo nào hả? Tín đồ Phật giáo không, tôi chở đi, còn không phải đạo tôi bỏ không? Không. Rồi quý cô nè, phát cơm cho cháu bệnh viện miễn phí nè. Ai đến phải cầu là tới giờ mà phát cơm là ai đến là cho à, sắp hàng à. Ông nào đi trước thì được, mà lỡ hết thì dầu đi sau tín đồ Phật giáo hảo cũng phải chịu thua thôi. Tức là thể hiện một cái tính văn hóa cộng đồng đối người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta, mà Đức Thầy vừa đưa cái câu giảng mà tôi vừa nhắc lại đồng đạo, trong bài Để Chân Đó Bắt đó đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay đạo cả là như vậy đó, công tác từ thiện của chúng ta là trùng khắp hết. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ là viết một ngọn lưỡi này một tắc, đem đạo lành ban rãi nơi nơi, mãn trời trong bá tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Đó là đạo cả đồng đạo. Và chính vì đạo cả này cho nên Đức Thầy cho biết rất rõ là đạo, tức là Đức Thầy xác định rất rõ ai muốn tầm đạo cả cao sâu, tức là cao và sâu. Cao là phải nói rõ là vô thượng thậm thâm, không có cao nào bằng đồng đạo. Cái chữ cao này là gì? Dầu rằng người tu đạo Phật giáo và hảo chúng ta nói về cái hành động và việc làm chúng ta thì xin thưa đồng đạo nó đơn giản lắm. Tín đồ Phật giáo hảo chúng ta thì tu hành mình thấy không có một cái tỏ ra một cái gì đó mà gần như là nó về cái hình tướng cả, rất là bình thường. Bởi vì người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta đâu có phải vì cái những cái giả bên ngoài đâu, mà cái quan trọng là cái tâm. Nhìn người tu đạo Phật giáo hảo thì bình thường lắm. Chính vì cái sự bình thường này mà nhiều khi người ta đánh giá thấp cái đạo của mình. Nhưng mà cái giá trị mà chúng ta đạt được rất là cao. Cái đó đồng đạo. Nếu mà đồng đạo chỉ lo làm từ thiện thôi thì chúng ta cao tới cõi tiên ha. Ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Mà nếu đồng đạo chúng ta mà niệm Phật đó, mà niệm Phật mà đạt được từ bi hỷ xả là chúng ta niệm Phật thành Phật đồng đạo. Tức là niệm Phật thành Phật. Vậy ta niệm Phật, vậy ta niệm danh hiệu của Phật để nhớ Phật và ráng sức làm theo bốn đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như nghệ. Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật sau này chứng quả như Đức Phật A Di Đà, nó phải đơn giản cái đồng đạo. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó phải đơn giản đâu, tại mình làm không nổi thôi. Chứ mình làm nổi mình chứng Phật chứng quả thành Phật đó. Rồi đồng đạo đọc điều đó cấm thứ 8 coi. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng. Đến đây là xong rồi mà thầy chưa cho xong. Bởi vì đạo chúng ta rất là cao. Về nơi cõi Tây Phương an dưỡng xong rồi còn phải học đạo cho hoàn toàn nữa, rồi xong trở lại cứu vớt chúng sanh nữa. Khi trở lại cứu vớt chúng sanh xong rồi thì chúng ta thành được Phật rồi, đắc quả Phật. Bởi vì cái quá trình trở lại cứu vớt chúng sanh đây là Bồ Tát hạnh, gọi là nhất sanh bổ xứ. Và khi chúng ta hoàn thành cái Bồ Tát hạnh nhất sanh bổ xứ này thì chúng ta thành Phật rồi. Bởi vì tự giác cộng giác tha bằng giác hạnh viên mãn, cho nên đó là cao. Vì vậy cho nên trong tứ cố kệ mà vô thượng thẩm thâm diệu triền đó thì đạo chúng ta cao cùng tột đồng đạo. Và đồng thời ngoài cái việc cao đó thì Đức Thầy còn dạy là sâu. Sâu là sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta đồng đạo. Có những cái Đức Thầy đưa ra những triết lý mà nó khuất ẩn trong cái đáy lòng của mình đồng đạo à. Như Đức Thầy dạy đoạn khác, đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn. Nếu nó cái độ sâu đó thì không cùng. Và cái độ sâu này muốn nói cái sự sâu thẳm nơi tâm hồn của chúng ta. Nhiều khi bình thường mình chưa nghiên cứu thì nhiều khi chúng ta không thấy. Nhưng mà hôm nay khi có dịp đọc là Đức Thầy thì đồng đạo sẽ cảm nhận được điều đó. Chỉ đơn giản một câu giảng mà Thầy dạy chúng ta là phải gìn dục vọng lòng tà thôi. Đừng chiều theo nó vậy mà hư thân, thì đồng đạo thấy rất rõ thì đây rất là sâu. Hoặc là có những cái đồng đạo đọc giảng Thầy cái chúng ta nghiệm làm nó tràn ra, Thầy nói trong tâm đen của mình, ở trong tim đen của mình, Đức Thầy nói trong tim đen của mình đó, nó sâu sắc ở trong đó đó. Cho nên nó cảm nhận được Ngài là Phật mà. Thì đó là ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì Đức Thầy mới xác định là thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Cho nên Đức Thầy đặt cái chữ thì có nghĩa là một giả thuyết. Như vậy thì muốn tầm đạo cả cao sâu thì chúng ta phải dẹp tánh tình ích kỷ. Mà nếu mình còn tánh tình ích kỷ thì tôi bảo vệ chúng ta cũng khó có tầm được đạo cả cao sâu. Cho nên nếu nói về cái phương diện này thì đồng đạo nên biết rằng lời Đức Thầy đó, mà theo sự kinh nghiệm của mình đồng đạo, một vị đồng đạo nào mà có tâm chúng ta rộng đó,
cái tâm chúng ta ít phân biệt đó, thì mình sẽ hiểu là Đức Thầy rất là xấu. Còn nếu đồng đạo chúng ta mà còn ích kỷ đó, ích kỷ là gì? Ích kỷ là tức là chỉ biết lo cho mình đó, tức là do lo cho cái quyền lợi cá nhân, chỉ biết lo cho riêng mình thôi, mình không có phải nói rõ là lo cho mọi người. Ích kỷ là nhỏ mọn, mỗi khi người ta hơn mình không chịu, người ta giàu hơn mình không chịu, người ta thông suốt hơn mình không chịu, nói chung là mọi thứ người ta hơn mình không chịu, mình đố kỵ, cái gì cũng muốn quyền lợi về mình hết, cho mình không có dám ban phát cho ai hết đồng đạo. Mà và đó Đức Thầy xác định đây là tánh tịnh. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì khi một người mà có một cái tâm nhỏ hẹp như vậy thì người này không bao giờ hiểu là Đức Thầy rộng đồng đạo. Bởi vì lời Đức Thầy là ông Phật mà. Chúng ta muốn hiểu là Đức Thầy rộng thì ít nhất cái người này cái tâm phải rộng như đại dương đồng đạo. Tâm phải rộng mới được đồng đạo, thì mình mới hiểu được là Đức Thầy rộng được. Còn nếu tâm chúng ta cạn hẹp thì mình cũng hiểu là Đức Thầy cạn hẹp theo cái mức độ, cái dung lượng tâm của chúng ta mà thôi. Như vậy thì qua câu giảng thứ hai này, Thầy dạy là thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Như vậy thì đây cũng là những cái sự cản trở. Nghe cái từ tánh tình ích kỷ là tôi bảo vệ chúng ta không chấp nhận được. Bởi vì một người mà có một tánh tình này đây là một khái niệm. Tánh tình ích kỷ là bốn từ này là một khái niệm đồng đạo. Tánh tình chị dễ thương quá, tánh tình của anh rộng rãi quá, tánh tình của anh tốt quá, tánh tình của chị sao xấu quá, tánh tình của anh sao mà hẹp hòi quá, vân vân. Cho nên đây là những cái khái niệm, những khái niệm mà chúng ta dùng ở trong cuộc sống. Vì vậy cho nên đồng đạo nhìn lại người chung quanh của mình thì đồng đạo sẽ cảm nhận liền nha quý vị. Thế gian này suy cho cùng, nghĩ cho cạn, không ai thích cái người tánh tình ích kỷ. Dầu rằng người đó là vợ của mình, dầu rằng người đó là chồng của mình, sống chung chăn chung gói mấy mươi năm mà đồng đạo có ông chồng ích kỷ, đồng đạo thấy mình không hài lòng rồi. Thiệt tình nghe ông cái gì cũng được hết trơn mà sao tôi không chịu, ông tánh tình ông ích kỷ quá, nhỏ mọn quá, biết lo cho mình không biết lo cho ai hết trơn, mình không chấp nhận được đồng đạo. Rồi quý ông chồng cũng vậy. Mà quý vị mà có một cái bà vợ ích kỷ rồi, quý vị sống giống như địa ngục tại trần gian đó. Tràn ơi, người ta đi đâu ấy, vợ người ta phát tiền thấy ham. Còn mình đi đâu á, ông đi đây đó nhiêu lít xăng không, cho 20 ngàn, mà xăng mới đang 23 ngàn rồi sao, lỡ cái xăng đổ 20 ngàn mới đổ có 0.8 lít mấy, phải không đồng đạo? Tính từ ly từ tí, bữa nay ông đi bao nhiêu tiền đò rồi, đưa 100 ngàn, tính phỏng phỏng trong túi còn nhiêu móc hết, thì cái như sống như vậy là khổ lắm. Do đó thì quý chú quý ông cũng không muốn vợ mình ích kỷ đâu. Rồi thậm chí cả con mình, con mình mà ích kỷ, mình có 2-3 đứa con mà đứa nào ích kỷ rồi thì coi như đứa đó là nó hạng bét. Mình đâu có thương, mà mình thương là thương cái đứa rộng rãi, cái đứa rộng lớn. Rồi bè bạn của mình cũng vậy, nếu một nhóm bạn mà 5-7 đứa đi chơi chung với nhau mà đứa nào ích kỷ, đứa đó là coi như là nằm ở số bét, ai mà thương. Người ta thương là thương đứa rộng rãi thôi đồng đạo. Rồi thậm chí luôn cả cha mẹ của mình cũng vậy, hồi nhỏ mình không biết nha, nhưng khi mình đi học, mình lớn khôn, mình hiểu, mình nhận thức cuộc đời, mà lúc bây giờ mình phát hiện được cha mẹ mình quá ích kỷ rồi, thì lúc bây giờ quý vị cũng không có mặn mà. Chàng ơi, tôi thiệt nghe, tôi biết được cha mẹ tôi ích kỷ tôi buồn quá. Cha mẹ tôi đâu mà hẹp hòi quá, một năm mà 2 tháng không biết làm từ thiện gì hết trơn á. Lúc nào á có tiền là cũng dành dụm nè, gửi ngân hàng nè, là mua cái này cái kia lo cho bản thân. Nhiều khi á con ở nhà không lo nữa đồng đạo, mà lo cho mình, thụ hưởng mình nên mình, thì như vậy là không được đồng đạo. Nhiều khi cha mẹ mình rất kỹ, mình cũng là phải nói gọn là không chấp nhận. Thì đối với mình trong cuộc sống này, nếu như cái người nào ích kỷ thì mình không chấp nhận được. Như vậy thì từ đó mới suy được rằng mình không thích người ta ích kỷ, thì bản thân mình ích kỷ thì người ta cũng vậy thôi, phải không đồng đạo? Bởi vì ở đời nó có những cái trái chiều, mình gặp người ta không tốt với mình ghét mình không chịu, nhưng mà mình quên rằng mình đang không tốt người ta lại mình chịu, tức là mình chịu mình không tốt. Nghĩa là ý tôi nói rằng là mình thấy người ta ích kỷ là mình không chịu, nhưng mà thà là mình chịu mình ích kỷ, đúng không đồng đạo? Mình ích kỷ thì mình chịu, mà người khác ích kỷ không chịu thì rõ ràng mình quá ích kỷ rồi. Cho nên ở đây chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách rất là cụ thể quá. Đời không phải mà cái người tu không ích kỷ đâu, thấy vậy đó. Chứ thật sự là từ xưa đến giờ đồng đạo, quý vị biết không, tại sao mà trong tăng đoàn nhà Phật mà Đức Phật đưa ra cái thuyết lục hòa, trong đó có một cái hòa mà nó dính chỗ này nè, đó gọi là lợi hòa đồng quân.
Bởi vì trước khi mà có lễ hòa đồng quân đó thì tăng đoàn nhà Phật nó cũng có những cái nó không có phải được là như ý muốn. Có nghĩa là cái người sinh nhiều, cái người sinh được ít, rồi về nhà chia không có điều với nhau. Bởi vì thường thường thì đồng tạo ai cũng vì mình mà. Cho nên Đức Phật thấy được cái điều này không được rồi, Đức Phật mới đưa ra cái pháp luật hòa. Thì đặc biệt trong đó có lễ hòa đồng quân, dầu rằng sinh có ăn hay không có ăn thì xin thưa đồng đạo về cũng chia với nhau thôi. Mà nếu nói cho đúng là nó xuất phát từ cái mẫu chuyện của một vị phải nói rõ là tỳ kheo ni tên là Vi Bà Đà. Thì lúc bây giờ vị tỳ kheo ni này hàng ngày nó khắc thực, nhưng mà một bữa nọ mình nói nôm na là may mắn ha, đi vào cái làng này thì người dân trong làng giàu có lắm, mà đặc biệt cái làng này ta hướng Phật lắm, nghe nó Phật ta hướng lắm. Nhưng mà cái làng này thì các vị tăng đoàn tăng ni ít có dịp qua đây để phải nói rõ là để đi khất thực. Cho nên một bữa nọ thì Vi Bà Ni đi ngang đây, chè ngơ dân trong làng ta cúng, người ta ngưỡng mộ quá. Lúc bây giờ về nhà mới xin cái lòng ích kỷ, khi về đến ni đoàn lúc giờ mới tính, nếu mà mình mà không tìm cách mà vọng ngữ đó thì các cái vị ni khác đến đây xin nữa, người ta cho riết hết, ta nghĩ cho là mình đói sao. Cho nên lúc bây giờ mới về mới nói với các vị ni đoàn á, này tỷ muội, hôm nay tôi đi khắc thực đó, tôi phát hiện một cái ngôi làng, trong ngôi làng này có nhiều con voi nó hung dữ lắm, có nhiều cái con ngựa nó hung sùng lắm, có nhiều cái đàn chó nó hung dữ lắm, cho nên các tỷ muội nhớ đừng đến cái làng đó để khắc thực cái không. Thì nói như vậy đồng đạo biết thì tất cả các vị ni đoàn ai mà dám ở đó nữa. Cho nên để chi, giống như nói nôm na là để mình tự mình đi đó, tự mình kiếm ăn thôi. Thì thật sự là ngày nào cũng đầy đủ hết trơn. Thì mỗi ngày chỉ đến đó là có ăn đầy đủ, được cho đủ thứ trơn. Nhưng mà đồng đạo biết cái nghiệp mà mình làm không thật, nó không thật rồi nó sinh nghiệp, y như cái miệng mình nói đó. Vì vậy cho lúc bây giờ thì một bữa nọ đi vào làng thì trong làng nó có đàn có dữ nó dí nó cắn. Cho lúc bây giờ đồng đạo biết rằng Vi Bà Đa là một ni đâu có sức mạnh đâu, cho nên là cái đàn chó nó dí nó cắn. Lúc bây giờ mình mẩy máu me hết trơn. Và lúc bây giờ cái người dân trong làng đó thì người ta mới đến, người ta băng bó và người ta mới là dìu về cái ni đoàn. Thì sau khi Vi Bà Đa về tới ni đoàn rồi thì Đức Phật biết rồi. Cho nên nhân cái tràng pháp ngày đó thì Đức Phật cũng thuyết vài pháp nói về cái tính tình ích kỷ. Và Đức Phật mới kể một cái mẫu chuyện ở tiền thân của các vị ở trong ni đoàn này. Đức Phật nói: vào thở xa xưa về trước đó, có một cái đàn chim. Bởi vì lúc bây giờ hạn hán, cây cối vùng đó là không còn qua trái nữa, cho nên đàn chim này phải di cư đến một cái chỗ khác để kiếm ăn. Cho nên trong đàn nó có một cái chỗ con chim mái. Trong quá trình di cư nó phát hiện được ở ngoài lỗ lớn đó, người dân rất là trù phú, cho nên lúc đó thì gạo nè, lúa nè, nếp nè, ngũ cốc nè, trái cây nhiều lắm. Nó ăn uống no nơi xong cái nó về nó báo lại với con chim đầu đàn đó. Nó nói bữa nay nó phát hiện được một cái nơi, nhưng cái nơi đó xe cộ nhiều dữ lắm, nào là xe ngựa nè, nào là voi đi nè, nào là xe trâu nè, cho nên các vị chim lớn chim nhỏ đừng có bay nơi đó nghe không, có chừng nó xe nó cán đó. Lúc bây giờ thì khi nói vậy thì đàn chim đâu có con chim nào dám bay đó kiếm ăn đâu. Thì ngày nào nó cũng đến đó nó nhặt gạo, nhặt thóc nè, nhặt ngũ cốc. Nhưng mà không may một ngày nọ nó bị xe trâu nó cán, nó cắn nó chết tốt đồng đạo. Thì Đức Phật nói, nên Phật nói ấy, đó là tiền kiếp của Vi Bà Đa đó. Ở nhiều tiền kiếp, cho nên kiếp này tu hành đã là trở thành một vị ni đoàn rồi mà vẫn còn cái tánh đố kỵ ích kỷ như vậy. Cho nên chính vì sự kiện đó mà Đức Phật nó đưa ra cái thuyết luật hòa, trong đó có lợi hòa đồng quân là như vậy. Cho nên hôm nay đối với chúng ta là người tu thì ở đây đồng đạo hình dung đi, cũng vì tánh thành ích kỷ mà nó đưa chúng ta đi xuống đồng đạo à. Trong cuộc đời sống của mình, nếu đồng đạo chúng ta mà không mở rộng cái dung lượng tâm mình ra đó, mình cứ hẹp hòi kết kỷ là tự mình đài đọa mình đó. Cho nên thần tiên hay địa ngục không phải chúng ta đến cái ngày bỏ xác này mà thần tiên địa ngục đâu, mà thần tiên địa ngục là hoàn toàn tại thế gian này đồng đạo à. Nếu đồng đạo chúng ta sống tốt, mình mở rộng cái dung lượng tâm mình ra thì đó là chúng ta đang hưởng cảnh cực lạc tại thế. Mà mấy đồng đạo ích kỷ nhỏ mọn là chúng ta đang bị cái cảnh hành hạ của địa ngục đó. Đồng đạo thấy cái bàn tay mình không? Nếu đồng đạo mà nắm lại đó
nắm lại ha, một cái không khí đồng đạo nắm không được lắm. Nắm lại là không khí nắm không được. Mà khi đồng đạo chúng ta mà mở rộng vòng tay thì chúng ta hốt hết trơn trùng cả cái thế gian này đồng đạo. Thật sự khi mình ích kỷ, mình nắm cho bàn tay là đi, đồng đạo thấy không khí nắm không được mà. Đừng nói chi mà nắm tài sản của cải. Còn khi chúng ta mở rộng cái vòng tay chúng ta, như lời Đức Thầy dạy, tình yêu mà chẳng đi ngay cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh mà Đức Thầy đã dạy, thì như vậy mình thấy rất rõ, đấy là mình phải mở rộng cái dung lượng tâm mình ra. Cho nên ở đây Đức Thầy mới dạy là hãy dẹp gác tánh tình ích kỷ. Và nếu muốn thực hiện điều này thì đồng đạo chúng ta cũng phải hiểu rõ cái nguyên nhân ở bên trong mà Đức Thầy đã dạy rất rõ là mau trở lại, đừng theo tà quỷ. Như vậy thì để hiểu nguyên nhân này thì có thể là giờ này tôi mời quý vị nghỉ giải lao, đã giờ tiếng hồ rồi. Rồi chúng ta trở lại thì tôi sẽ tiếp tục trình bày 4 câu giảng còn lại. Thì cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.